Do tính nhỏ gọn và có nhiều bộ công cụ để lựa chọn cho quá trình chăm sóc cây ăn trái như xới đất, rạch rãnh để bón phân, đánh cỏ, phun thuốc trừ sâu, máy là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nông trại chuyên cho cây ăn trái.